1993, năm đầu tiên thực hiện thống kê kiều hối, cho đến nay, nước ta đã đón nhận gần 210 tỷ đô la Mỹ kiều hối. Đây là một con số biết nói bởi nó tương đương với số vốn đầu tư nước ngoài đã giải ngân. Năm 2023, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đã tăng vượt bậc hơn 43% so với năm trước và tăng gấp 3 lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, quý 1 năm nay, kiều hối tiếp tục đổ về thành phố Hồ Chí Minh, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới sau đại dịch và diễn biến phức tạp của chiến tranh, đất nước ta vượt qua vững vàng, chính là nhờ một phần từ nguồn lực quý báu này. Nếu như dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI có thể để lại tác động tiêu cực về môi trường, không chuyển giao công nghệ như kỳ vọng, còn nguồn vốn ODA lại gắn với những điều kiện ngặt nghèo, kèm gánh nặng trả nợ trong tương lai, thì kiều hối là dòng tiền đơn phương một chiều, là trách nhiệm, là nghĩa tình sâu thẳm của những người con Việt. Tuy nhiên, có một thực tế đáng trăn trở khác vẫn đang ngày ngày ảnh hưởng tới đời sống của mọi người dân thành phố, đó là quá tải hạ tầng. Có thể nói, hạ tầng là nút thắt nghiêm trọng cản trở sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Lĩnh vực nào cũng cần một nguồn lực rất lớn để dựng xây. Theo Sở Giao thông Vận tải, giai đoạn 2022 đến năm 2025, tổng kinh phí cho dự án đầu tư trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là 243.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng metro ước 103.000 tỷ đồng. Thế nhưng, ngân sách được phê duyệt hàng năm cho các dự án hạ tầng nội đô chỉ khoảng 30.000 tỷ đồng. Với mạng lưới 220 km metro, thành phố Hồ Chí Minh đang cần 25 tỷ đô la Mỹ để xây dựng, nhưng đến nay mới huy động được khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vốn ODA. Trẻ em đến tuổi tới trường, dù mạng lưới trường lớp ở các ngành học bậc học đã được phủ khắp, nhưng thực tế nhiều trường có sĩ số cao hơn quy định, sân chơi, bãi tập không đảm bảo theo quy chuẩn. Bệnh viện cũng rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, thiếu nguồn vốn để cải tạo hoặc xây mới. Kiều hối là tiền của người dân, nên việc sử dụng như thế nào là quyền của họ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn vĩ mô, việc nhà nước có chính sách để khai thác nguồn lực này là hết sức cần thiết. Nếu chúng ta xây dựng được cơ chế chính sách bảo đảm an toàn, khả năng sinh lợi tốt và thanh khoản cao, thì chắc chắn sẽ đón được dòng kiều hối phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như cả nước nói chung. Chắc chắn, điều đó cũng là niềm tự hào của những người con xa xứ khi đã đóng góp cho sự phát triển quê hương, đất nước.